Hiện chưa có thông tin về thiệt hại, nguy cơ xảy ra sóng thần cũng được nhận định ở mức thấp, xét theo quy mô của trận động đất. Tuy nhiên, các chuyên gia không loại trừ khả năng một trận động đất mạnh hơn sắp sửa xảy ra. Theo Cục Khí tượng Hàn Quốc KMA, động đất xảy ra ở vùng biển các thành phố Đông Hê, tỉnh Gangwon, 52 km về phía đông bắc, ở độ sâu 32 km, sâu hơn các lần trước đó chỉ vào khoảng 10 km. Không chỉ người dân tại Đông Hê và các thành phố lân cận như là Samchok và Cam Nương mà người dân ở nhiều khu vực khác cách xa 110 km như thành phố Yeongju và Andong ở phía đông nam cũng cảm nhận được rung chấn. Trong năm nay, bán đảo Triều Tiên và vùng biển lân cận ghi nhận 44 trận động đất có độ lớn trên 2, trong đó có 37 trận có độ lớn từ 2 đến 3, 6 trận có độ lớn từ 3 đến 4 và đây là lần đầu tiên vượt quá độ lớn 4.